Chào bạn, mình là Mason đây. Thì nếu như mà bạn đang gặp thắc mắc trong câu chuyện là bạn triển khai link hoặc là triển khai link của bạn nó không có hiệu quả, bạn triển khai link nhưng mà câu chuyện là top nó không có, nhưng mà bạn lại bị văng ra khỏi top 100, hoặc là bạn không có rõ được câu chuyện là link như thế nào chất lượng và link như thế nào nó ảnh hưởng thật sự tới thứ hạng của bên phía bạn đó, thì cái case study này và cái gọi là cái video mà mình chia sẻ trong cái gọi là cái phần này nè, thì nó thật sự rằng là có thể sẽ giúp ích được cho bạn rất là nhiều. Thì trong nguyên cái video này á, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái phương pháp có tên là BBN Sheet Size. Thì trước khi mà vô câu chuyện định nghĩa về cái phần đó thì mình sẽ sâu cho bạn thấy được luôn đó là case study hôm nay á, mình chia sẻ là mình nói về cái gì và đạt kết quả là sao. Thì case study này là tới tới một trang web là từ trang web gdbso.gdbso, thì đây là trang dịch vụ thiết kế web của nó. Và nếu mà bạn thấy á, là trang web này thật ra trước đó nó tồn tại lâu nha, thì bạn thấy nó tồn tại đó từ năm 2016 rồi, bạn thấy bắt đầu 2017 nó bắt đầu nhích nhích từ khóa on the keyword như này nọ, bạn thấy ở cái phần đây. Nhưng mà thật ra mình bắt đầu SEO hàng ngày là khoảng đầu tháng 8 gì đó, mình bắt đầu tối ưu là on page và những thứ khác, và sau đó rồi á, là đến khoảng đâu đó là ngày 10, 14 15 gì đó mình triển khai backlink. Thì như bạn thấy khi mà bắt đầu triển khai, như bạn thấy là khi mà mình thấy bắt đầu mình triển khai on page SEO vô thì nó bắt đầu nhảy lên một chút, nó nhảy lên một chút. Và nhưng bây giờ khi mình bắt đầu triển khai link từ khoảng ngày 14 á, thì khoảng 2 tuần 3 tuần sau đó đến khoảng gần cuối tháng thì bạn thấy link nó bắt đầu về và nó ảnh hưởng rất là mạnh và bay lên, traffic nó lên như thế này và nó lên tiếp như thế này. Và đây là cái tất cả ở đây là nguyên một bộ từ khóa về bên phía thiết kế web. Như bạn thấy cái link của nó đầu tiên, link nó đổ vào ngoài khoảng 17 tháng 8 Ahrefs cập nhật nha, công cụ Ahrefs cập nhật. Nhưng mà thật ra Ahrefs cập nhật là như vậy, thật ra bên phía mình bắt đầu triển khai link từ ngày 14 15 gì rồi. Thật ra thằng Ahrefs nó cập nhật là 2 3 ngày sau đó. Còn đây á, là cái một số cái kết quả mà bạn có thể thấy được khi mà bạn bấm vô organic keyword và bạn coi ở trên trang web gtvso.com của bên ấy, không phải trang này đâu. Thằng này mới đúng. Đây, như bạn thấy những cái từ như thiết kế web top 3 rồi dịch vụ thiết kế web chẳng hạn top 1 rồi thiết kế website top 4, nói chung là bạn thấy rất là nhiều từ khóa đứng ở đây. Thì câu chuyện là top 1, top 2, top 3 và những cái từ khóa nói chung là nằm trong top 10 của những cái bộ từ khóa về thiết kế website. Mà nếu như bạn nào đã biết rồi thì thiết kế website là bộ từ khóa mà KD của nó lên keyword difficult của nó lên khoảng bốn mấy năm mấy như thế này nè. Trước khi mình lên đó là nếu mà tính AOREP thì độ khó nó cũng khoảng 6 mấy. Trước khi mình lên thì cái của mình nó làm KD nó giảm xuống, tại vì cái link của mình đổ nó chỉ có một backlink thôi, trong khi đó những đối thủ triển khai cả hàng trăm hàng ngàn cái backlink vô tới cái website của họ lận. Thì đây là cái bên phía của bên phía mình. Thì cái việc mà mình triển khai xuyên suốt cái bộ từ khóa mà link thiết kế web về cái phần thiết kế web này nè, thì trong cái giai đoạn này á, mình có làm hai cái, ở đây mình có làm ba cái. Một cái backlink nữa, nhưng mà cái backlink đó mình mới triển khai đó khoảng 2 tuần trước thôi, nó chưa có hiệu quả nhiều nên mình sẽ không nói trong đây. Nhưng mà nếu mà backlink đó có hiệu quả khoảng đó hai hai khoảng tính từ giờ video này trở đi á, thì 2 tuần sau đó nữa thì mình nghĩ rằng cái thứ hạng của nó lại tăng thêm tiếp nữa. Nhưng mà mình sẽ nói về câu chuyện quay về vấn đề này, thì mình đã triển khai hai thứ. Xuyên suốt hai cái thứ này mình để triển khai một cái phương pháp thôi, là một phương pháp gọi là entity building. Nhưng mà một cái là mình triển khai on page, và thứ hai nữa trong câu chuyện là mình triển khai off page. On page là mình tu là on page rồi gì nọ, thì nó trong cái video sau thì mình sẽ nói cho bạn rõ hơn về cái phần là on page của bên phía mình. Nhưng mà chủ yếu tới từ phần này á, là nó sẽ tới từ off page SEO khi mà mình triển khai cụ thể phương pháp á, nó tên là BBN Sheet Size và nó nằm trong nguyên một cái chuỗi phương pháp về về entity building của bên phía mình. Về việc rằng là BBN Sheet Size đây, đây là cái kết quả của nó như bạn có thể thấy, và link của nó đây đây chỉ là một cái link, một backlink thôi từ trang web là streamhub.com, thì nó trở về từ keyword là thiết kế website và mình có bật thẳng trực tiếp ở trên trang này. Như bạn thấy mình để thẳng cái backlink để ở trên chữ thiết kế website ở đây rồi. Ngoài ra nữa, thành ra cái này á, mình có chia sẻ cái vụ này ở trong cái event Entity Building 2.0 tại Hà Nội vào khoảng ngày đó, ngày 6, ngày 7 tháng 5 gì vì năm 2018 vừa qua rồi. Nhưng mà trước đó là mình triển khai á, đây là một cái case study khác. Đây, đây là cái kết quả case study test của mình từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 mình triển khai trong website rất là mới toanh luôn, là bên SEO by web.com. Thì đây là kết quả của nó, chỉ đúng một backlink thôi. Nếu bạn nào tham dự buổi Entity Building 2.0 mình thì chắc là biết về cái vụ này rồi. Thì đây là traffic của nó trong vòng 2 tuần nó tăng lên như thế này, chỉ có một đúng một link vô như vậy thôi.
mình có triển khai từ khóa thiết kế website bán hàng, và đây là tất cả cái từ mà nó nhảy lên rất là nhiều. Trước đó là ngoại tốc 100, sau đó nhảy lên ba mấy hạng, năm mấy hạng, ba mấy hạng, 46 hạng, nhảy vô bắt đầu bảy mấy, tám mấy, năm mấy, nhưng là chỉ trong 2 tuần thôi với một website mới. Và đây là hình vào cái tuần thứ ba, như bạn thấy là ngày 6 tháng 5, mà trước khi mà mình đi tổ chức, như là như buổi đó mình cũng tổ chức sự kiện ngày 6 tháng 5 luôn thì phải, thì em bay lên trang 3, trang 2 rồi, và sau đó nó bắt bắt đầu để bay tiếp và đến đầu qua đó qua trang 2, trang 3, đầu trang 3, cuối trang 2 rất là nhiều từ khóa về gọi thiết kế website bán hàng. Thì đó là về câu chuyện case study mà mình chia sẻ ở sự kiện NT Building 2.0, để cái slide của nó bạn, nếu mà bạn chưa coi về cái sự kiện đó thì bạn có thể vô kênh mình đổ của mình, thì nó có cái video về NT Building 2.0, thì mình có một cái video sự kiện của tiếng 31 phút đó, ở cái phần này bạn hãy coi về phần đó. Rồi vậy thì xuyên suốt cái phần case study này thì mình đã triển khai những cái gì, thì xuyên suốt cái phần này mình triển khai 5 yếu tố, 5 thứ trong cái gọi nguyên xuyên suốt cái phần này. Yếu thứ nhất đó là trust, yếu thứ hai á là team, yếu thứ ba là phía traffic, yếu thứ tư là cái gia vị bí mật của nó vô, là yếu tố về site, yếu tố nó cũng dính đến trust luôn, nhưng mà mình sẽ nói về yếu tố thứ tư sau. Thứ năm đó là mình sử dụng anchor text nó hợp lý, thì mình sẽ vô đi vô sâu từng cái. Đầu tiên là câu chuyện về trust, thì khi mà bạn triển khai về trust, khi triển khai bất kỳ một cái backlink nào đi chẳng hạn, thì bạn phải đảm bảo chắc chắn rằng là cái backlink của bạn nó phải có trust cao. Trust ở đây là cái gì? Trust ở đây nó có thể bạn có hiểu như là nó là trust flow. Trust flow là sao? Bạn nào biết về marketing thì bạn đã biết rồi, còn nếu không bạn cứ search bạn biết trust flow là gì thì nó có ở trên Google thẳng về chuyện trust flow là gì luôn. Mình cũng sẽ để một số cái bài viết mà mình khuyến khích bạn nên đọc, này bài viết của mình, thì mình viết cái đó nếu bạn chưa hiểu về trust flow. Để khái mình giới thiệu sơ bộ, trust flow á, nó giống nó tượng trưng giống như là nó tượng trưng khá là giống cho câu chuyện là thuật toán PageRank của Google trước đó. Thì nó nói về câu chuyện link juice, là nói về câu chuyện là dòng chảy sức mạnh của nó. Thì đại khái thang điểm nó xếp từ 0 đến 100, và cái trust flow của bạn càng cao á thì là cái dòng chảy sức mạnh của bạn nó càng nhiều. Bạn sẽ muốn kiếm những cái website của nó, trust flow của nó càng cao nó càng tốt, và tiêu chuẩn mình thường lấy á là lớn hơn 15. Lớn hơn 15 là con số bên phía mình lấy ở những cái từ khóa cạnh tranh gọi là khó, độ cao khó. Còn bình thường là tối thiểu mình sẽ lấy lớn hơn 10. Đó là bên phía tiêu chuẩn của bên phía mình. Càng cao thì nó càng tốt, và thường khoảng hai mấy ba mấy gì đó đi thì nó đạt được kết quả rất là tốt trong chuyện là bên phía trust. Website của bạn cần phải có gọi là cái chỉ số của nó, cái chỉ trust flow của nó, cái dòng chảy sức mạnh của nó phải nhiều. Thì khúc này bởi vì cái dòng chảy sức mạnh của nó nhiều á, bây giờ bạn gắn một cái link ví dụ như là chọn về trang web gtbso.com của bên phía mình đi, thì cái dòng chảy sức mạnh từ cái trang web streamhub.com này nó mới cái liên kết nó đóng vai trò như là cái ống dẫn nước á, thì nó mới chạy cái nước tới cái website của bên phía GTV mình được, mà ảnh hưởng rất là tốt tới cái thứ hạng của nguyên một bộ từ khóa thiết kế website của bên phía mình. Thì đây á, là cái gọi là chỉ số trust flow của bên phía streamhub.com của bên phía mình. Nếu như là bạn nào muốn tìm hiểu về cách gọi là tìm xây dựng, ý là câu chuyện là làm sao kiếm được các website, các liên kết á mà câu chuyện trust flow nó cao á, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn câu chuyện là BBN. BBN tính hiểu hiện tại mà mình vẫn thấy rằng nó là một trong những cái lúc mà nó nói chung là phương pháp mà ảnh hưởng cái câu chuyện là xây dựng cái link juice nó cao, phương pháp mà xây dựng được cái gọi là cái backlink mà nó tốt và là chất lượng. Thì bạn hãy search cái gọi là BBN là gì ở bên trong phía đây, và trong bài viết này thì đây là bài viết của nó. Bài viết này mình viết rất là kỹ lưỡng về câu chuyện là cách BBN là gì, tại sao BBN nó hiệu quả, và các tin đồn của nó ra sao, nói chung toàn bộ ở trong đây luôn về câu chuyện toàn tập bị BBN, câu chuyện cả về câu chuyện là các bước bạn cần chuẩn bị để bạn đi kiếm BBN, bạn xây dựng BBN ra sao, và bạn kiếm như tìm kiếm như thế nào là câu chuyện ở trong đây. Nó sẽ giúp cho bạn về cái traffic flow và marketing gì đó. Mình cũng nói câu chuyện traffic flow ở trong đây hết, nói chung là mình sẽ nói câu chuyện hết ở trong đây về câu chuyện traffic flow, và mình nói cách tìm kiếm ra sao. Nếu bạn nào chưa đọc thì mình khuyến khích bạn nên đọc nó. Rồi đó là về câu chuyện là bên phía trust, chỉ số thì câu chuyện trust. Chỉ số thứ hai á, của bên phía mình á, là team, và chỉ số thứ ba của nó là bên phía traffic. Thì mình sẽ nói cùng lúc hai cái chỉ số này. Thì team với traffic á, thì đại khái là như thế này. Bạn cần có câu chuyện team á, thì Google nó muốn rằng là bạn cần có cái link của tới website của bạn hay website, cái trang của bạn như thế, nó cần phải liên quan tới cái chủ đề nội dung của bên phía của bạn. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, bạn có viết một chẳng hạn như trang web của bạn đang SEO về Win 10 chẳng hạn, mà đang viết là Win 10, thì đôi khi bạn lên forum hay bạn lên web 2.0 gì gì đó đi chẳng hạn, lúc này traffic flow nó không hẳn quá là cao nha, câu chuyện
web 2.0 với câu chuyện forum nó trust flow nó không cao. Thì giả sử như bạn viết bài nó đi, thì đôi khi bạn biết à bạn viết bài về cách kiểm tra phiên bản Win 10, bạn trở về cái gọi là cái bài viết Win 10 của bạn đi chẳng hạn, thì nó có liên quan, cái đó nó có liên quan, nhưng mà liên quan đó ở đây á, nó không được tốt nhất. Liên quan Google thì search theo ba khía cạnh. Thứ nhất á, là liên quan ở bài viết thì bạn mới đạt câu chuyện ở cái mức tối thiểu nhất của nó là liên quan về bài viết thôi. Thứ hai nữa là liên quan về nguyên một cái chủ đề, ví dụ như ở trong đây bạn thấy không, nguyên một cái chủ đề nó về hệ điều hành Windows đi ha, thì đó nguyên một cái tệp, nguyên một cái chủ đề tập trung về hệ điều hành Windows, thì lúc này á cái chủ đề nó tăng cao hơn về sự liên quan. Google thấy được ở điều này á, thì cái backlink của bạn bởi vì liên quan hơn về câu chuyện chủ đề, liên quan về mặt nội dung của bạn nó ảnh hưởng của mạnh hơn rất là nhiều. Và thứ ba nữa, cái bộ liên quan thứ ba nữa liên quan tổng thể Windows domain, tổng domain của bạn thì nói về câu chuyện là hệ điều hành Windows đi ha. Còn cái streamhub hiện tại trên nền trang của mình thì nói về, như bạn thấy, hệ điều hành Windows, phần cứng thu thuật và mấy cái website như này nọ, thì nói về câu chuyện là tech, công nghệ, rồi mấy cái thứ mà liên quan tới cái việc chủ đề là về website, rất là nhiều ở trong đây. Thành ra mình có một cái nội dung mà mình liên quan khá là cụ thể về câu chuyện rằng là cái website liên quan về chủ đề là bên website. Đó, cái streamhub.com này nó có chủ đề là về website này, khá là như vậy. Như bạn thấy ở đây máy tính, lập trình, kiến thức công nghệ gì đó nó ở trong đây hết, thì chủ đề nó nói về câu chuyện website và câu chuyện công nghệ, nó khá liên quan đến câu chuyện là bên phía thiết kế web. Đó, câu chuyện xét về mặt content trên website của cái website mà bạn đi link, website mà bạn lấy link. Thứ hai nữa, câu chuyện đó là cái chuyện bên thứ hai nữa là Google nó cũng sẽ xét, hay bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác nó cũng sẽ xét coi á, là cái backlink á chở tới trang streamhub.com này là nó có liên quan không, nó có liên quan về chủ đề này không. Thì chẳng hạn như trên trang web streamhub này đi, nếu mà bạn coi thì những trang web backlink mà chọn những trang streamhub.com này nó rất là liên quan về chủ đề là website và liên quan về lĩnh vực code và những thứ khác liên quan rất là cụ thể. Ví dụ như lấy nó có backlink từ trang web Stack Overflow chẳng hạn, nếu bạn nào mà làm ở đây Stack Overflow mà bạn nào mà biết cái gì ta, chắc bạn nào mà biết về code web này nọ mà làm ở nước ngoài thì mình nghĩ mấy bạn biết cái đó, ví dụ như Code Academy, nói chung cũng có một số cái trang là như vậy. Thì bạn có thể thấy ở trong đây nó cụ thể về câu chuyện rằng là nó có liên quan. Nếu như là bạn không đáp ứng được câu chuyện là mình kiếm được cái con VPN, hay là bạn thấy rằng cái việc nó quá khó đi chẳng hạn á, thì không có sao cả, bạn kiếm một con VPN hay là một cái website bình thường hay là về chủ đề là có em về ngoài về chủ đề mà là có backlink trước đó trở về, và nó phải tự nhiên nha, nó phải tốt, nó job flow cũng cao nữa, về chủ đề là về du lịch đi chẳng hạn, thì bạn cũng có thể, chỉ có thể cần làm cách thứ nhất thôi là được rồi. Có nghĩa là bạn sẽ bây giờ là website trước đó, ví dụ website streamhub.com mình là về chủ đề đi chủ đề du lịch đi hẹn, bây giờ mình mang nó về và bây giờ mình sẽ set up hết toàn bộ hàng ngày nói về chủ đề về website, chủ đề về thiết kế web cũng được, và thậm chí đôi khi á mình sẽ search ví dụ như từ thiết kế web đi hẹn, thiết kế website, thiết kế web gì đó, để mình coi rằng là trong đây á những cái thằng mà đứng top đầu đi hẹn, dù đây trang web của mình thì đứng top đầu đi hẹn, như cánh cam giống viên đi hẹn, top 5 đi hẹn, thì mình sẽ coi là nó là viết những cái bài gì về thiết kế web, nó đã làm cấu trúc ra sao với website của nó. Bởi vì là Google đưa một trang web lên top ở công cụ tìm kiếm á, nó phải dựa trên ba lý do, là cũng ba lý do luôn, là search, traffic và theme, là Google phải tin tưởng website này, mà nó website nó phải có nhiều sức mạnh và Google nó phải tin tưởng câu chuyện đó. Thứ hai nữa, Google phải có chuyện traffic thì ra sao, thì câu chuyện website này nó phải có trải nghiệm người dùng tốt, người dùng phải thích và tương tác website này. Và thứ ba nữa, theme có nghĩa là sao, là câu chuyện liên quan tới cái chủ đề, ý là Google thấy rằng cái website nội dung mình cung cấp nó liên quan tới nội dung mà người dùng đang truy vấn ở trên, sử dụng truy vấn ở trên công cụ tìm kiếm của nó, nó liên quan nhất, thì nó đẩy nó lên. Thì bởi vì như vậy thành ra là mình sẽ sử dụng cái phương pháp tên gọi là mô phỏng. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cái trang web đứng đầu này và mình sẽ mô phỏng lại coi những điểm tốt của nó là gì, từ cấu trúc website cho tới việc cái nội dung mà nó đăng tải gì đó, thì mình có thể làm hết ở trên trang streamhub.com này. Đó là bên phía của mình, nếu như đó là bên phía mình khi mà mình làm về câu chuyện là sự liên quan. Và thứ ba nữa, yếu tố cực kỳ quan trọng luôn là bạn cần phải có traffic. Nếu website của bạn á, VPN của bạn chẳng hạn, mà nó không có traffic, cái backlink của bạn không có traffic đi, thì nó là một trong những lý do mà lớn nhất mà mình thấy rằng là VPN nó chết, hay VPN nó không hiệu quả, hay là cái backlink nó không hiệu quả, và thậm chí rằng bạn bị tắc vụ thủ công, hay là bạn bị nói chung là bạn bị ảnh hưởng tiêu cực thứ hạng tìm kiếm đi hẹn, đó là câu chuyện là traffic.
Google cần mong muốn rằng là cái nội dung bài viết bạn đặt cái bài cái link mà bạn đặt ở trên một nội dung A đi chẳng hạn, Google thấy rằng là cái nội dung A nó cần phải có người dùng vô, người dùng phải tương tác với nội dung bài viết đó, thậm chí người dùng cũng phải click vô cái backlink, ví dụ như là từ khóa click vô backlink thiết kế website của bạn vậy. Từ đây nó bay trở về trang thiết kế website của bên phía bạn, nó ảnh hưởng rất là tốt cho cái gọi là cái thứ hạng của bên phía bạn và câu chuyện là bên phía thiết kế website. Thì đó là về câu chuyện là bên phía nội dung và câu chuyện là bên phía website. Để mà làm được cái cách này á thì mình có một cái bài viết cụ thể luôn về câu chuyện là tăng cái gọi là cái website lên traffic khoảng 60.000 truy cập một năm, thì sau đó để khá là trong cái gọi là website này bạn hãy lên từ khóa, bạn hãy search keyword là phantom keyword thì nó ra bài viết này. Thì khá là bài viết này sẽ xoay quanh câu chuyện là bạn sử dụng những cái bài viết trên BBN hay sao đó, nó sẽ hướng dẫn cho bạn cách tự gặp cấu trúc website, một phần là nghiên cứu từ khóa và bạn tìm kiếm cái từ khóa phantom keyword, là bài viết phantom keyword như là sao, bài viết phantom cái phantom keyword ở về cơ bản đó thì nó là một cái từ khóa nó có nhiều lựa chọn nhưng mà cạnh tranh nó cực kỳ ít, thành ra dẫn tới trường hợp là bởi vì website bạn câu chuyện là bạn tu on bay bình thường không thôi á, nó cũng có khả năng lên top rồi bởi vì cạnh tranh nó chả thấy đâu, thì mới gọi là phantom keyword, mà keyword là từ khóa, phantom là bóng ma, là những cái từ khóa bóng ma, có nghĩa là đối thủ bạn lãng quên trong câu chuyện là không thấy những cái từ khóa đó nhưng mà bạn tìm kiếm nó được, thì đây cái bài phantom keyword thì mình nói rất là cụ thể. Và trong trang web StreamHub này mình cũng viết những cái bài viết phantom keyword đó để bạn thấy không, traffic nó lên khoảng 9.000 mấy lần, trước đó là khoảng mười mấy lần, 12, 13, 12.000 lần, và nó sẽ vô những trang web ví dụ deep web này, bạn thấy không, nó về chủ đề web website này nọ, thì đó những cái từ và chữ chuyện là bên phía chủ đề về cái lĩnh vực đó và traffic vô tương tác, thành ra website nó có rất là nhiều traffic. Và bây giờ mình gắn một cái link, hai cái link, chính xác là hai cái link, một là trang thiết kế website bay trở về nó ảnh hưởng rất là mạnh, và thứ hai là trang web, cái trang nó dịch vụ SEO. Thì nếu như bạn nào trước đó mà bạn theo dõi mình thì giai đoạn tháng 8 ấy, mình có rớt một hạng xuống cái gọi là một hạng từ top 1 rơi xuống top 2 để website, một số website nó lên top, nó đẩy top mình xuống. Và trước đó mình không SEO nhiều thì bằng cách rằng là bây giờ mình gắn một cái link đó vô thì bây giờ mình lên lại top 1, top 2 với từ khóa dịch vụ SEO. Thì đó, thì mình bạn nói thấy rằng là cái trust traffic với team nó quan trọng nó như thế nào và ảnh hưởng nó lớn đến như thế nào cho tới câu chuyện rằng là bên phía cái thứ hạng từ khóa của bạn khi mà bạn triển khai về website á, bây giờ là bạn phải xây dựng trên đó. Và nó có thể qua câu chuyện là trust á, thì câu chuyện là bạn trust local, bạn đi kiếm BBN. Thứ hai nữa là câu chuyện là bên phía traffic và cấu trúc website. Thì bạn hãy đọc bài viết này á, ví dụ team gì là bạn hãy đọc bài viết này, nó sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể. Và thứ ba là thứ hai thứ ba và thứ tư nữa mình là gia vị bí mật, mình sẽ chia sẻ gia vị bí mật ở đây á, là CSI, là CSI là về sức mạnh của bên phía khoảng cách, một số bạn gọi là bên phía trust rank, nó cũng là câu chuyện về trust. Thì CSI là sao, thì đây là một cái phần mình đã giới thiệu trước đó ở trong cái sự kiện NTBD 2.0 rồi, mình có đề cập hồi đầu luôn rồi thì phải. Thì ở trong trong đây á, mình sẽ hướng dẫn cho bạn câu chuyện CSI thì nó về cơ bản nó là cái gì để bạn hiểu hơn về cái gia vị bí mật này. Đầu tiên á, seed á có nghĩa là hạt giống, site có nghĩa là website, có nghĩa là trang web, thì CSI có nghĩa là trang hạt giống. Trang hạt giống là sao, thì vào đại khái như thế nào, có trên trên internet á có hàng triệu cái gọi là cái hàng, không phải hàng triệu nữa mà hàng tỷ cái website ở trên internet và hàng tỷ tỷ nội dung bài viết ở trên internet. Hiện nay Google nó rất là khó khăn trong cái việc là nó phải quét hết toàn bộ nội dung đó, và chưa kể câu chuyện là Google nó phải lưu trữ trong database của nó, cơ sở dữ liệu của nó nữa. Và tiếp theo thứ ba, Google phải có việc đánh giá cái nội dung đó xem nó thứ hạng, nó xứng đáng đứng ở thứ hạng nào trong công cụ tìm kiếm. Và thứ tư nữa là câu chuyện là nó phải trả về cái gọi là bên phía bên 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 phía người dùng nữa, thì nó là khó khăn trong câu chuyện đó. Thành ra nó mới có một thuật toán là ra đời. Thì thuật toán này là câu chuyện nó nói như thuật toán là nói như thế này là bây giờ là Google nó sẽ tìm kiếm khoảng đó 1.000 đến 5.000 website gì đó đi mà nó uy tín nhất trong ở trên thế giới, thì bây giờ Google sẽ cho hết toàn bộ sự uy tín của nó như hầu như là tin tưởng tuyệt đối vô trong cái gọi là 1.000 đến 5.000 website mà lớn nhất trên thế giới này, mình ví dụ như vậy. Thì bây giờ là mình nghe đâu hình như bên một số nguồn tin thì mình nghe nói như khoảng nó 1.000 2.000 gì à, để website mà nó về câu chuyện là sai thật sự. Rồi thứ tiếp theo nữa là lúc này là sao, mình những cái trang web mà nó được Google chọn là sai á, nó sẽ trust rất là cao.
Và lúc này á, là bất kỳ một bài viết nào nó public lên, bạn thấy là ủa, đôi khi nó lên top luôn. Ví dụ như bạn thấy ở trang Wikipedia đi hay ở nó lên top, sao này lên top dễ dàng quá, bắt link chả cho thấy đâu, mà cũng chưa có chuyện là website nó chả tu on bay tốt, mà cũng chả nói về câu chuyện là bên phía content nó cũng chả có gì chất lượng, nhưng mà sao lên top tốt vậy? Tại vì Google nó coi nó là một trong những trang xịt sao, những trang hàng chống, thì ra đó là những cái trang Google tin tưởng hầu như tuyệt đối ở trong đó. Thì cái BBS site này mình ý mình nói là sao, là bây giờ BBS site này á, là cái những cái gọi là backlink, nó là những cái gọi là cái website mà có backlink từ những cái trang site này trở về. Nhưng mà thấy trang web streamhub.com mình đi, có backlink từ Wikipedia này, có từ Stack Overflow này, có từ Code Academy này, bạn bạn đó đại khái như vậy, Phi Code Camp gì này đó, là những trang web á, mà đôi khi là những đó là những cái trang web mà xịt sai ở trong lĩnh vực đó luôn. Như đại khái là trong từng lĩnh vực cụ thể, Google nó cũng chọn ra một số trang web mà nó uy tín nhất nữa. Còn nếu mà câu chuyện là về xịt sai mà thuần tư tưởng tuyệt đối, Google sẽ chọn trong đó 1.000 tới 2.000 domain. Thì đó, thì ở đây là câu chuyện là cái link mình cũng liên quan, cái xịt sai cái khoảng cách của mình nó càng liên quan thì nó càng tốt. Thì thuật toán đó, nó nói như thế này á, là nếu như đây là cái trang site và đây là cái trang hàng giống mà nó bắt đầu, thì nó sẽ làm như thế này, là trang gì, bởi vì trang này là cái trang mà nó tin tưởng nhất rồi, bây giờ Google sẽ thả một con bọ xuống vô trang đó, và bây giờ nó sẽ cào hết toàn bộ nội dung của cái trang đó và coi coi cái trang này là nó có những cái nội dung nào mà có link out hay là liên kết chỗ ra ngoài, ví dụ nó chỗ trang web A chẳng hạn, thì bây giờ là con bot nó sẽ qua nó đọc trang web A, và bây giờ bot sẽ cho thấy rằng là trang A của mình trang cực kỳ đáng tin, bởi vì nó có link từ câu chuyện từ cái trang mà nó trang xịt sai mà, và trang xịt sai cũng đâu phải là dễ gì lấy link, bạn đâu gì dễ gì lấy link từ Wikipedia hay sao đó, bạn đâu dễ gì lấy những cái link đó. Mình không nói về câu chuyện báo chí quá là nhiều, nhưng mà bạn đâu dễ gì câu chuyện là bên phía lấy cái link từ bên Wikipedia đó, mình ví dụ như vậy. Thì cái trust của nó ảnh hưởng cái trang web A này cũng rất là nhiều, và Google cũng sẽ tin tưởng trang web A này cũng cực kỳ nhiều. Đó là lý do sao mà Google hay các công cụ tìm kiếm khác á, nó có thể dễ dàng tìm kiếm lưu trữ và đánh giá thứ hạng đó, mà tại vì nó dựa trên một cái trang chống, nó thả xuống nó cào xong nó qua một lớp, xong bây giờ nó cào tiếp, ví dụ trang A đúng không, nó qua lớp trang A rồi nó sẽ cào tiếp qua lớp, nó thấy trang B và qua trang C, trang D và trang E. Thì đại khái công thức này nó như thế này, là cái khoảng cách của nó càng xa với lại cái trang hạt giống ngay từ ban đầu á, thì cái trang web đó, đó nó cái độ trust của nó càng giảm đi, càng gọi là nó tỷ lệ nghịch đó, đại khái là tỷ lệ nghịch, đại khái là nó càng xa thì câu chuyện là cái độ trust của nó càng giảm đi, thì thành ra là web D nó sẽ có độ trust không có quá là nhiều so với web A. Đây mình cho bạn một thang điểm gọi là giả sử thôi chứ không phải có thật, ví dụ trang web A nhận được thang điểm nó 10x đi hạn, thì trang web B nó chỉ có 7x thôi, trang web C 5x chẳng hạn, trang web D nó 3x, trang web E là khoảng 1x đi chẳng hạn, thì mình nói rất là cụ thể nhiều hơn rất là nhiều ở trong cái buổi NLP 2.0 đó, bạn nào cũng coi qua. Đó để về câu chuyện ở bên phía đây, thì đó là giai đoạn thứ tư của bên phía mình. Thì lúc mà mình tìm kiếm BBN đi chẳng hạn, lúc mà mình tìm kiếm BBN ở trong ví dụ mình tìm kiếm BBN nè, thì bây giờ là ngoài cái việc nội dung bài viết mình đề cập trong đây và bạn đang đọc qua, thì mình sẽ bắt đầu coi luôn cả câu chuyện rằng là mình sẽ bấm nút cái referring domain của nó, và mình coi các domain của nó trở về có những cái domain nào mà trên 70 không, và nó có liên nếu mà liên quan được thì càng tốt, còn không liên quan thì bạn làm như cách hồi đầu mình nói về cách mà các bạn setup rồi 70 DA, 70, 80, 90 gì cho lên không, tại vì nó là thường nó là những cái trang web mà có DA càng cao nhất là tối thiểu là 70 á trở lên á, thì là nó là một đôi khi nó là những cái trang hàng giống, và bạn phải coi nó nha, nó phải đối diện. Ví dụ như trang web đi có DA mà 970 chẳng hạn, nhưng mà bây giờ bạn phải coi coi cái traffic của nó tương xứng không, chẳng hạn như Wikipedia DA 96 mà mình bỏ vô bên Google chẳng hạn, bây giờ Google nó trả về thằng này cả mấy trăm triệu traffic lận, thì bạn thấy nó đúng. Như bạn thấy tự nhiên đôi khi nó cũng có link, nhưng mà bây giờ link thằng DA 70 trở về, nhưng mà bây giờ là thằng đó bạn vô coi thì toàn bộ thằng đó là toàn là spam cả, bởi vì tại sao, bạn thấy DA nó cao 70 nhưng mà traffic của nó có vài chục thôi, thì trust nó không có cao và tụi nó chỉ là spam thôi, là bạn phải hiểu về câu chuyện xích sai một chút để bạn tìm kiếm cho nó dễ. Cách nhanh nhất mà mình có thể làm được á, là bạn có thể bấm vô bấm Ahrefs Rank á, Ahrefs Rank, và đây bạn sẽ xuất về những trang mà Ahrefs mà nó có cái độ từ nó chấm thang điểm từ 1 cho đến 2.000 trở về, thì thường mình làm như vậy để mình coi coi nó là mình sẽ đọc qua coi nó những cái trang web nào, để lúc bây giờ mà mình làm về cái gọi là cái lúc mà tìm link gì này nọ thì mình cũng biết được luôn là
à đây có phải link được một số số trang sai không, nếu mà trang sai nó hiện trang sai nha, thì mình sẽ cố gắng bằng được mọi giá để mình cố gắng để lấy được cái gọi là cái domain nó về, cái con VPN nó về, cái website nó về, bởi vì là cái website nó mang lại cho mình độ hiệu quả rất là cao. Thì đó bên phía mình nói yếu tố thứ tư về gia vị bí mật ở trong đó. Và cái thứ năm nữa là bạn nên sử dụng cái gọi là cái Ancotex của bạn phải xử lý sao cho nó hợp lý, bởi vì những con BMS sai của bạn á, là những cái con những cái phương BMS sai của bạn á, là những cái website mà đại khái là nó rất là mạnh và rất là uy tín, thành ra bạn sẽ muốn như bên phía mình vậy, thì mình sẽ để Ancotex là từ khóa chính xác luôn, ví dụ như từ khóa thiết kế website đi nha. Còn những cái backlink còn lại thì bạn sẽ muốn do nó yếu hơn, thành ra bạn sẽ muốn để Ancotex là URL hay Ancotex theo kiểu chung chung như tại đây website của chúng tôi, sau đó thì để nó đa dạng cái gọi là cái mức độ Ancotex. Còn bạn nào mà chưa biết thì bạn hãy search cái từ khóa là Ancotex là gì, mình có một cái bài viết đây nè, tổng hợp kiến thức về Ancotex, thì đây là cái bài viết của mình về Ancotex có bao nhiêu loại Ancotex, mình nêu hết trong đây luôn, và thậm chí có một cái case study khác của mình GTV mình luôn về cái Ancotex, bạn có thể đọc qua, mình viết khá là dài như trong 5.000 6.000 chữ rồi. Đó là bên phía mà bên câu chuyện là bên phía Ancotex để bạn sử dụng. Thì toàn bộ cái video này của mình là trên như vậy, câu chuyện trust team và traffic, và mình cũng có một số nốt ở cuối cùng, ở phần cuối cùng luôn á, là đầu tiên á, nếu như mà bạn chỉ đảm bảo được câu chuyện á, là cái mindset, cái cách chiến lược và chiến thuật của bạn triển khai và bắt liên, bạn chỉ đảm bảo được bốn yếu tố trong năm yếu tố thôi, có thể bạn không có được cái gia vị bí mật đi, thì nó cũng sẽ rất là tốt cho bên phía bạn, không phải là bạn thấy là bảo ở thằng này nó có xích sai trở về, thành ra rằng là nó mới hiệu quả, còn nếu không có thì nó vô dụng, là không đúng. Và khi bạn triển khai link á, đôi khi bạn chỉ cần sử dụng trên trust traffic và team luôn thôi á, và nó đạt những tiêu rất là tốt á, tỷ lệ rất là tốt, thì câu chuyện mà chỉ số nó cao lên á, câu chuyện traffic này và cũng như là liên quan cụ thể bên phía bạn câu chuyện trust nữa, thì các bạn rất là tốt trong câu chuyện cải thiện thứ hạng của bạn rồi, cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là hiệu quả luôn. Và cái gọi là bên phía có cái gia vị bí mật vô đi chẳng hạn, thì giống như là nó giống như là hổ mọc thêm cánh á, bạn nắm ý không, nên nó như hổ mọc thêm cánh vậy, nhưng mà mấy cái kia thì câu chuyện là hổ rồi, nó là hổ rồi. À, nếu như bạn không kìm được câu chuyện là gia vị bí mật đó, tại vì cá nhân bên mình tìm kiếm nó cũng khó lắm chứ đâu phải là dễ dàng gì đâu, nên thành ra nó là nếu mà bạn làm bốn cái thằng ban đầu như trust với thì mà bạn sử dụng ăn con nó hợp lý á, thì bạn làm rất là nhiều kết quả từ nó. Thứ hai nữa là mình cá nhân mình đi thì mình chia sẻ bạn case study link building như vậy, nhưng mà mình cũng không khuyến khích bạn triển khai nếu như là thứ nhất là bạn chưa thu on bay tốt, bạn chưa có những content tốt, chất lượng trên đó cấu trúc chưa ổn, hay on bay bạn chưa thu tốt đi chẳng hạn, thì bạn không nên thu, bạn nên thu cái đó trước, sau đó bạn thu backlink sau thì nó sẽ đạt hiệu quả cho bạn hơn rất là nhiều. Thứ hai, nếu như bạn bị over optimize ancontext là thu hóa quá liều, thì bạn nên tập trung trong việc sửa chữa nó, thì cái đó là bạn trong cái chuyện rằng là bạn có thể đọc, bạn search video trên YouTube mình về over optimize ancontext thì bạn sẽ thấy chủ đề này rất là nhiều. Và thứ ba nữa, bạn bị Google nó phạt, Google phạt chứ không phải là Google bạn đa đấy, Google phạt có thể bao gồm Google Panda, Google Penguin hay là Medic hay cái gì đó chẳng hạn, nó là đã phạt website của bạn rồi đi chẳng hạn, thì mình sẽ khuyến khích rằng đó là bạn không triển khai backlink. Điều bạn cần nên làm hiện tại là bạn gỡ cái hình phạt đó đi, bởi vì là một người bệnh người ta sắp chết tới nơi rồi, thì bây giờ là bạn không thể cho họ uống thuốc tăng lực được, mà bạn phải chữa bệnh cho họ đã, cho họ khỏe lại đã, sau đó rồi bạn mới cho cái gọi là cái thuốc tăng lực hay là cái gì đó vô sau, thì lúc này nó sẽ tốt hơn cho cái gọi là cái người đó mới hấp thu được và người đó mới tốt hơn. Thì đó là về câu chuyện là bên phía mình không hết bạn chỉnh sửa câu chuyện website nó bị phạt, thì bạn phải chỉnh sửa nó trước, sau đó bạn mới bơm thứ toàn lực câu chuyện là backlink giữa và backlink chất lượng trên các nền tảng yếu tố này. Và thứ ba nữa, nếu mà trong trường hợp bạn thắc mắc rằng là à rồi lâu bạn nói rằng là do thằng GTV á, thì nó vốn dĩ á, trust nó là cao rồi, vốn dĩ á, là traffic nó cao, ví dụ traffic nó 54.000 mấy 600 đi thì quá khủng đi những hàng, rồi trust nó cao, những hàng backlink hàng đống vô mấy hàng ngàn vô backlink vô những hàng, thì nó trust cao rồi, thành ra nó nói gì cũng được, tại vì triển khai cái backlink vốn nó cũng lên top và cha rồi, tại vì trust nó cao quá, chứ không hẳn là cái phương pháp thằng nãy giờ thằng Vincent đổ nó chia sẻ nó không hiệu quả, ấy là nó không hiệu quả và thằng nãy giờ nó chỉ chém gió. Thì mình nếu bạn như bạn thắc mắc về vụ đó thì mình trả lời như thế này, thì mình sẽ không phủ nhận trong câu chuyện rằng là một phần website mình nó có trust nó cao, mình tu nó tốt, thành ra là tổng thể cái trust và tổng thể độ uy tín của mình nó cũng cao. Nhưng mà nếu mà xét trên 100% đi, cá nhân mình thì thấy ảnh hưởng từ khoảng 10 đến 15% cái ảnh hưởng kết quả từ cái trang thiết kế web đó, còn lại 85 cho 90 hoặc thậm chí hơn đó, là tới từ câu chuyện là mình tu hai cái đó, là một là phương pháp NLT trên onsite, hai là phương pháp NLT trên offsite. NLT offsite thì cụ thể là cái gì mà phương pháp BMS site hồi nãy như mình mới nói.
Về phần on-site thì mình sẽ nói về cái gọi là những cái video sau nhiều hơn cho bên phía bạn. Thì đó là bên bên phía cái phần mà mình hướng phía mình trả lời. Và tiếp theo thứ hai nữa là câu chuyện, nếu như bạn thấy là sao bắt liên nó nhiều quá, thì hiện ra như thế này, nếu như bạn theo dõi mình đã lâu thì mình biết cũng nhiều bạn mới khi coi video này đôi khi lần đầu tiên nghe mình nói hay là mới theo dõi mình gần đây, thì mấy bạn thấy rằng là tỷ số này nó khủng quá. Ra như thế này là mình bị đối thủ spam. Như bạn thấy hiện như gần đây nó lại bắn khoảng đó mấy ngàn, khoảng 2.000 mấy bắt liên vô trong đây, reference domain vô trong đây đó, hãy tăng cái đồ hồ đúng không. Thì nếu bạn coi video mình đã lâu rồi, mình cũng nói trước đó là lúc mà mình làm case study này, mình cũng quay video lại cái cuộc hành trình mà mình triển khai cái từ khóa dịch vụ SEO á, thì lúc đó cái domain của mình đâu đó có bốn mấy năm mấy à, và sau đó tăng đến khoảng trăm mấy à, chưa tới 150 nữa là cái reference domain của mình. Và sau đó rồi đối thủ hay ai đó thấy mình xấu, chắc ghen tị với vẻ đẹp đẹp trai của mình, sau đó mấy bạn bắn hàng website GTV mình, từ đi đó website cho tới việc rằng là phá Google Maps, rồi cho tới việc rằng là bắn backlink bẩn như là bắn hàng ngàn cái domain vô nha em. Thì tới hiện tại mình đã disavow đó gần 8.000 cái domain rồi. Về câu chuyện đó bên phía cái link là như, nếu mà xét câu chuyện đây đâu đó khoảng mình nghĩ là khoảng 150 đến 200 reference domain là cùng à, nên nó không có cao mấy so với lại cái gọi là cái trang web khác. Mà về cái gọi là cái lĩnh vực là thiết kế website, thì nếu bạn biết về gian lĩnh vực thiết kế website thì nó như thế nào rồi. Thì và thứ ba nữa là nếu như mà bạn cũng chưa tin tưởng vào điều mình nói á, thì câu hỏi đặt ra rất là dễ, tại vì cái trang trang thiết kế web của bên phía mình á, thật ra cái trang này đi chẳng hạn, thì trang này nó đã tồn tại từ năm 2016 tới giờ rồi. Thì như hồi đầu mình nói á, từ cái biểu đồ như rồi, như mình nói hồi kỳ ban đầu rồi, thì cái biểu đồ thành ra nó bắt đầu nhích nhích ôi nó trong phích dĩa này nọ, khi mà search mình phía mình nó lên đó thì vào cuối 2017 rồi, nhưng mà sau đó nó rớt xuống. Và trang web này tồn tại hai hai năm rồi, cái nội dung bài viết này tồn tại 2 năm rồi, nhưng mà tại sao đâu đó một tháng gần đây nó mới cải thiện như vậy lên được. Thì bởi 1 năm tháng gần đây thì mình bắt đầu cải thiện nội dung bài viết và cải thiện bên phía backlink vô thôi, ra thì nó mới lên. Chứ nếu như bạn bảo là do trust nó cao gì hay nọ và nó ảnh hưởng toàn bộ cái quá trình này thì nó chưa đúng. Mình công nhận nó có chuyện, nó có ảnh hưởng, nó cũng giúp cho thời gian do trust cao ra, cái thời gian hấp thụ backlink của mình đó, nó cũng sẽ tốt, nó nhanh hơn. Và nếu mà trong trường hợp mà bạn website của bạn mà mới toanh như thế mà bạn bắn cái backlink nó vô, thì đôi khi mất mất 3 tuần thì đến như là khoảng nó 30 45 ngày là để hấp thụ nó. Còn website mình nó tốt rồi thì mất khoảng đó 3 tuần đến 5 tuần gì thôi, hay là 2 tuần đến 4 tuần gì thôi để hấp thụ được cái một phần cái sức mạnh của nó. Thì mình sẽ không phủ nhận cái chuyện đó giúp cho mình SEO nhanh hơn, nhưng mà nó chỉ chiếm 10 đến 15% cái kết quả hiện tại như mình nói thôi. Rồi, mình hy vọng rằng trong video này giúp ích được cho bạn nhiều về cái mindset khi mà triển khai các chiến thuật hay chiến lược về xây dựng liên kết và link building sau này. Và thứ hai nữa, nếu như mà bạn thích cái video này, và cũng như rằng đó là mình cũng thích là bạn theo dõi các phương pháp NLP khác ở trong cái loại các chuỗi video của mình á, thì nếu bạn thích cái video này thì có gì bạn bấm nút share, bạn nút chia sẻ ở trên các bài viết trên Facebook của mình về khi mà mình chia sẻ về video, và cũng như hoặc là bạn cầm video trên YouTube của mình và bạn share trên từ nhà của mình, thì cá nhân mình thấy điều đó rất là có ý nghĩa, bởi vì nó giúp cho bên phía mình là phải truyền tải những cái kiến thức này tới được với nhiều người hơn, nhất là những người đang cần những cái kiến thức mà bên SEO ở điểm hiện tại. Thì nó cũng là một phần động viên cho mình để làm những video tiếp theo nữa. Rồi, rất là cảm ơn bạn để lắng nghe mình hết nguyên cái buổi video này mình chia sẻ, rồi hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.